có hai cái ví dụ. Cái ví dụ thứ nhất, như mấy người thợ gốm, họ muốn nặng ra cái nồi, cái view gì đó, thì họ phải ngồi đó, rồi họ có trộn nước vào, nhồi cho thành mềm, dẻo, thì sau đó họ mới để cái khuôn nặng ra những cái thứ đồ. Rồi cái ví dụ thứ hai là như cây đàn cầm, trước phải điều hòa dây, không dùng, không thẳng, thì sau đó mới khải ra những âm nhạc hay là âm thanh vi diệu. Thì như vậy do khéo điều hòa nó được một cái mức trung bình rồi, thì cái diệu dụng của nó rất là hay, rất là thích ứng. Còn nếu không biết điều hòa thì chúng ta không làm được cái trò gì hết. Cái tu cũng vậy, nếu không khéo điều hòa thì chúng ta tu mà không tiến, không đạt được kết quả. Đó, bây giờ điều hòa năm việc đó, bây giờ quý vị nghe cho kỹ năm việc. Hai việc đầu thì không quan trọng bằng, chỉ có ba việc sau mới là tối quan trọng. Một, điều hòa sự ăn uống. Sự ăn uống tốt để nuôi thân, tiến tu đạo nghiệp. Nếu ăn no quá thì bao tử đầy, hơi thở gấp, trăm mạch không thông, tâm bị bế tắc, ngồi niệm không yên. Nếu ăn quá ít thì thân gầy, bao tử lỏng lẻo, ý lâu lư sao động, không vững. Hai việc này đều không được định. Nếu ăn những vật trượt quế khiến tâm thức phải hôn mê, nếu ăn những vật không thích nghi hay khởi bệnh cũ khiến tứ đại chống nghịch nhau. Người mới tập tu thiền định phải dè dặt tránh những điều này. Cho nên kinh chép: thân yên thì đạo đầy đủ, ăn uống có tiết độ, thường ưa ở chỗ vắng vẻ, tâm lặng ưa tinh tấn, ấy là lời dạy của chư Phật. Thì quý vị thấy ở đây dạy chúng ta ăn uống, đầu tiên là đừng ăn quá no. Ăn quá no, ví dụ như 7-8 giờ ngồi thiền mà 6 giờ ăn cơm đầy bụng thì lúc ngồi thiền khỏe không? Đó, cho nên đây là quá no thì bao tử đầy, hơi thở gấp, trong mạch không thông, tâm bị bế tắc, ngồi không yên. Như vậy thành ra rồi có nhiều người cực đoan, nói là như vậy không ăn chắc ngồi tốt lắm, đói ngồi chắc hay. Nhưng mà đây nói nếu đói thì thân nó gầy, bao tử lỏng lẻo, ý lao lư sao động, ngồi không vững. Như vậy thì tránh hai cái quá no và quá đói thì phải sao? Bởi vậy cho nên ở thiền viện thì tôi chiều tôi cho chư tăng chư ni ăn ít ít, có người thì ăn cháo lỏng sơ sơ thôi, có người thì uống một ly bột gạo lứt thì cho ấm bao tử thì ngồi cũng mới khỏe. Chứ để đói cũng không được mà no cũng không được. Là Phật tử ở tại gia đi làm việc mệt, trưa thì không có ăn được đầy đủ, mà chiều không ăn no thì sao? Chắc là khó chịu. Bây giờ ăn no thì phải làm sao ngồi thiền? Cho nên quý Phật tử tại gia thì ăn no thì tối hết tụng kinh và sám hối thôi, khuya ngồi chừng 4-5 giờ khuya đó thì ngồi thì nó tốt. Chứ còn mới ăn no rồi vô ngồi thì chỉ mệt thôi, không kết quả gì hết. Đó là nhắc cho quý vị biết về cái phần điều hòa để nó tốt về ăn. Để đây nói thêm, nếu ăn những vật trượt quế khiến tâm thức phải hôn mê, thì những vật trượt quế là gì? Thường ở trong nhà Phật hay cử mấy thứ đó, hành hạ tỏi né và thịt trâu thịt chó, những cái đó là không tốt. Cho nên khi ăn được ngồi thì thở thì ngáp là không tốt. Đó là những thứ trượt quế.
Rồi có những người nếu ăn những vật không thích nghi thì hay khởi bệnh cũ. Ví dụ mình bệnh gì đó mà bác sĩ dặn cấm đừng ăn những thứ đó, ăn đó thì nó hành, mà rồi khác thì cứ ăn, ăn thì sao sanh bệnh. Cho nên người khéo tu phải điều hòa cái sự sống của mình sao cho nó yên, nó tốt thì tu mới có kết quả. Chứ còn nếu không yên, không tốt thì tu không được kết quả. Vì vậy mà thầy dẫn trong kinh nói rằng thân yên thì đạo đầy đủ, thân mình yên ổn thì tu hành thì được kết quả vuông tròn. Còn nếu mà không được yên thì không tốt. Ăn uống có tiết độ, ăn uống thì phải trình mà có tiết độ, thường đưa ở chỗ vắng vẻ, tâm lặng lẽ đưa tinh tấn, ấy là lời dạy của chư Phật. Chư Phật dạy nhắc luôn luôn như vậy. Cho nên quý vị thấy cái người tu là một cái người phải điều hòa thân tâm mình kỹ, chứ đừng có để nó bị những cái điều không tốt mà nó làm cho mình phải trở ngại sự tu. Đó là điều thứ nhất nói về uống. Điều thứ hai, điều hòa sự ngủ nghỉ. Ngủ là bị vô minh che đậy, không nên ngủ nhiều. Nếu người ngủ nhiều quá, không những bỏ rơi sự tu hành, lại mất hết những công phu khiến tâm ám muội, căn lành tan mất. Phải giác ngộ sự giác ngộ lý vô thường, điều phục sự ngủ nghỉ để tinh thần trong sáng, tâm niệm minh tịnh. Bây giờ nói tới cái ngủ thì thật ra đây là có hai người xuất gia khác, người tại gia khác. Ở đây tôi dẫn trước hết thì nói về người xuất gia. Người xuất gia một đêm ngủ chừng bao nhiêu giờ? Quý vị thấy nó là vừa. Thường thường ở chùa thì đêm chỉ cho ngủ chừng 5 tiếng thôi. Còn nếu mà nán nán chút là 5 tiếng rưỡi thì đừng có quá. Quá đó là không tốt. Bởi vì ngủ thì duyên chết. Ngủ có biết gì đâu. Cho nên ở đây cái ngủ là vô minh. Đó là mấy người xuất gia. Còn người tại gia thì ngủ duyên tiếng đủ. Người nghe nói thì bảo mày ngủ 8 tiếng thôi thôi. Là 8 tiếng rồi đầu ôm bắt coi tim biên rồi cái tới 10 giờ cái rồi phải ngủ tới mấy giờ thì như vậy thì hết giờ tu rồi, phải không? Cho nên quý vị nếu mà cư sĩ tại gia thì tăng thêm 2 tiếng, bên đây thì người ta 5 tiếng thì mình nhiều lắm là 7 tiếng thôi. Còn nếu khác khác thì 6 tiếng. Thì 6 tiếng mình mới còn 1 tiếng để ngồi thiền được chứ. Còn nếu mà ngủ tròn hết cái thì hết vừa thiền. Mà hết vừa thiền thì suốt đêm chỉ là bị cái vô minh ngủ nó che mất hết. Không có lợi ích gì. Ngà thì mắt lo sinh kế. Còn bắt đêm mắt lo ngủ nữa thì còn nó không tốt. Cho nên phải dành là một ít giờ, chừng 1 giờ đồng hồ. Ví dụ như quý vị ngủ tới 6 giờ mới thức thì 5 giờ quý vị thức trước để rồi chuẩn bị mình tập thì xong rồi tập thể dục rồi thì nó vừa. Thì như vậy mình có thì giờ lo sự sống mà cũng có thì giờ lo tu hành, chứ còn không thì nó thiệt thòi. Đây dạy rằng nếu mà người tu mà để cái tâm nó ám muội, tức là để cho cái ngủ nghỉ nhiều quá thì cái căn lành của mình nó tan mất đi,
biết cái cảnh đó không? Nghe nói giá cái tâm này cảnh thánh thì quý vị tưởng đâu mình tưởng cái cảnh ở trên quái trời đó là quái Phật nào, chứ không phải. Cảnh thánh là cái cảnh quán xét đúng như thật của cuộc đời của con người, đó là cảnh thánh. Ví dụ như đã biết, mình biết tất cả pháp ở thế gian này nó không có thật, do cái nghiệp duyên của nó tạo nên. Nghiệp duyên là từ tâm mình nó tạo cái nghiệp. Như vậy thì tất cả pháp không thật, không thật đó là mình gá tâm ở cảnh thánh. Nên đừng có tưởng cảnh thánh là cảnh ở đâu, mà gá tâm cảnh thánh được thì chánh định nó hiện tiền đó. Khi đó mình mới được cái chánh định hiện ở trước. Cho nên kinh chép đầu hôm và buổi khuya cũng chớ bỏ phế, không do nhân duyên ngủ nghỉ, để một đời nước trôi qua không được gì cả. Như vậy thì chúng ta phải nhớ một đời mấy mươi năm, mà trong mấy mươi năm đó vì ăn vì ngủ mà chúng ta không có làm được cái gì cho mình cho người, thì đó là bỏ qua một cuộc đời. Mà qua cuộc đời bởi vì cái ăn cái ngủ mà nó làm mất hết. Phải nghĩ rằng ngọn lửa vô thường thiêu cả thế gian, sớm cầu tự độ, nhớ nên ngủ nghỉ nhiều. Nhớ nên ngủ nghỉ. Như vậy thì chúng ta luôn luôn dùng cái vô thường mà cảnh tỉnh, mà đánh thức nó, đừng cho nó mê ngủ. Phương pháp điều thân, điều hơi thở, điều tâm, ba việc này phải hợp nhau dùng, không thể nói riêng. Nhưng pháp hành có trước, giữa và sau không đồng, do đó tướng, nhập, trụ và xuất cũng có khác nhau. Đây là nói thẳng tới cái sự ngồi thiền. Quý vị hiểu cho rõ cái khi ngồi thiền phải làm thế nào cho nó hợp, cho nó đúng. Thì cái phần này là cái phần điều hòa thân, điều hòa hơi thở, điều hòa tâm trong lúc ngồi thiền. Nhiều vị ham ngồi thiền mà không biết nó cái này, cho nên rồi nó sanh bệnh, nó trở thành ra một cái hại chứ không có lợi. Còn nếu mình điều hòa được thì nó là cái lợi lớn cho cái sự tu hành. Bây giờ trước nói về điều thân, hành giả muốn nhập chánh định phải áp dụng phương pháp điều thân. Khi ở ngoài định đi đứng nằm ngồi và mọi hành động phải được nhẹ nhàng thư thả. Nếu hành động gấp gáp nặng nề thì hơi thở hào hển, hơi thở hào hển thì tâm tán loạn khó kiềm chế, đến khi ngồi bức rứt tâm không thư thế. Ở đây là dạy chúng ta thí dụ như nửa giờ sau là ngồi thiền, mà bây giờ mình đi chát cái này cái kia nặng và mình làm cái gì mạnh quá thì khi vô ngồi nó lo thở, nó không có yên. Cho nên trước đến nửa giờ thì mình làm gì làm cũng nhẹ nhẹ, làm thư thả thì tới bây giờ ngồi mới tốt. Thì nhiều người thấy ham tu quá, đang làm những chuyện nặng nhọc rồi cái buông xuống nó chạy được một thiền, ngồi thiền có được không? Thành ra ngồi lo thở chứ không có được cái gì hết. Vì vậy mà trước khi tới bây giờ ngồi thiền thì chúng ta phải làm việc nhẹ nhàng thư thả. Do đó mà tôi đề nghị mấy đạo hữu Phật tử mình nên ngồi buổi khuya là vậy đó, mình ngủ nó khỏe rồi thức dậy tỉnh táo ngồi. Ngồi nửa giờ, một giờ đều có lợi ích lớn. Chứ còn chiều đi làm thì phải quá ngồi thì thôi cũng liên miên. Mà nhất là không lo nữa, thì ngồi nó không kết quả gì hết. Thì nó buổi thì giờ. Còn ở trong chùa thì cái điều đó nó dễ sắp đặt. Mình chiều ăn ít và gần tới giờ tọa thiền thì mình nhẹ nhàng, thư thả để
ngồi tối ngồi khuya được, không có gì trở ngại. Đó là nói về cái khi mà mình bị mệt, bị nặng, làm việc nặng nề mà thành tâm nó dễ tán loạn. Do đó tuy chưa nhập định, hành giả phải vẫn phải dụng ý sớm tìm phương tiện hạn chế nó dần. Lúc nhập định phải khéo an thân ra được định, như vậy thì chưa vào ngồi định nhưng mà mình cũng phải hạn chế từ từ để khi vào định nó mới được yên ổn. Nó thì mấy chị thấy chúng ta ngồi trên một chiếc xe ô tô nó chạy mà giờ nó muốn dừng lại mà nó phải sao? Nó phải thắng từ từ, thắng gấp quá thì cũng nguy. Nó phải từ từ, từ nhẹ nhẹ rồi nó mới đứng, thì như vậy là an ổn. Ở đây cũng vậy, chúng ta muốn cho thân ngồi yên thì trước khi ngồi yên đó chúng ta phải từ từ cho nó nhẹ nhàng rồi ngồi yên có kết quả. Đó là cái phần căn bản. Khi đến chỗ ngồi thiền, trước phải ngồi yên, mỗi bộ phận đều nghe yên ổn. Lâu lâu thấy không có gì chướng ngại mới bắt đầu sửa soạn chân. Có nhiều gì vừa ngồi lại cái chát cho mình liền, đó là cũng không được. Bây giờ mình tới cái bộ đoàn, cái tọa cụ, mình ngồi lên thông thả rồi cho nó yên ổn, không có cái gì trở ngại, rồi sau đó mình mới kéo chân lên, mới bắt đầu sửa soạn chân, kéo chân lên. Nếu ngồi bám già thì lấy chân trái để trên đùi mặt, kéo sát vào thân, để bàn chân trái bằng với đùi mặt, bàn chân mặt bằng với đùi trái. Đó là nói cách bám già. Bám già thì dễ kéo cái chân trái để lên đùi mặt, để sát vào thân, rồi cái chân mặt ở dưới mình phải cho nó gần sát vào trong đùi của mình. Như vậy đó là cái thế ngồi bán già. Bởi vì có nhiều người cũng hay thắc mắc, có những người kéo cái chân trái lên để trên cũng được, mà họ lại kéo cái chân mặt để lên. Rồi có người tới hỏi tôi chứ, nếu mình kéo cái chân trái lên cao không được mà phải kéo cái chân mặt lên mới được, thì như vậy có thể ngồi chiếc bán già được không? Thì quý vị nghĩ sao? Bởi vì ngồi bán già nó có hai cách, hoặc là kéo chân trái để trên đùi mặt, có khi kéo chân mặt để lên đùi trái. Thì kéo chân trái để đùi mặt gọi là cái thế ngồi kiết đường. Còn nếu kéo chân mặt để lên đùi trái gọi là cái thế hàng mai, đều được hết chứ không cái nào không được. Tại vì cũng thói quen, hoặc những người cái chân có tật rồi đó, nó không thể kéo lên được thì đổi cái chân kia không sao. Đó là nói về cái ngồi bán già. Như vậy thì quý vị chắc nghe là hiểu cách ngồi rồi chứ gì. Nhưng bây giờ nói tới cái toàn già. Toàn già tức là kiết già. Nếu ngồi toàn già phải kéo chân mặt để lên đùi trái. Ở đây là nói tắt một chút. Bởi vì khi chúng ta kéo cái chân trái để lên đùi mặt rồi, đó là bán già. Bây giờ muốn kiết già thì rồi giữ cái chân trái trên đùi mặt xong, chúng ta lại kéo cái chân mặt để lên đùi trái. Hai cái nó ngang nhau và sát với trong cái hông của mình. Thì như vậy đó gọi là toàn già hay là kiết già. Mà sau này người ta cũng gọi là cái thế ngồi hoa sen. Theo dưỡng sinh thế ngồi hoa sen. Thì cái hồi xưa thì tôi thấy cái ngồi bán già hay kiết già cũng như nhau thôi, nhưng mà qua kinh nghiệm nhiều năm thì tôi đã thấy khác. Vì thì ngồi bán già thì cái chân mà
bị đè ở dưới cái đùi trái, cho nên lâu rồi nó bị đè lâu cái thì nó dễ tê nặng quá, nó dễ tê đó. Còn ngồi kiết già thì hai cái chân đều kéo lên đùi hết, cho nên nó bình bình. Vì vậy mà bắt đầu thì đau, có người than đau thấu xương, nhưng mà rồi ngồi lâu rồi thì nó rất là vững, vì hai cái gối của mình đó, nó sát ở dưới cái bộ đoạn. Còn nếu mình ngồi bát già thì chỉ có cái gối của cái gối mặt đó nó sát, còn cái gối trái bị cái chân mặt mình để lót ở dưới đời thì nó đâu có sát được, cho nên nó rất là khó sát, vì vậy mà nó không vững. Đó là cái lý do thứ nhất. Lý do thứ hai nữa, người ngồi thiền mà ngồi bán già thì cái sức ấm nó không có nhiều, mà ngồi kiết già thì cái sức ấm rất là mạnh. Cho nên ngồi quý đỡ hữu mà ngồi trong những cái phòng nó hơi đựng đựng, ngồi ngồi thì mồ hôi ướt áo hết, giống như mình xong vậy đó. Cho nên tôi hồi ở ngoài Vũng Tàu, lúc mà tôi ở Tỉnh Thất, tôi nói là mình tu cũng là cái lối trị bệnh, vì nghe hơi cảm cảm chút nó xịt mũi rồi nghe nó hơi muốn ho. Thế thì nếu không cái phải giờ mình ngồi mình cũng vô mình ngồi, mình ráng ngồi, ví dụ ngày xưa mình ngồi 1 giờ, bữa đó mình lên thêm 15 phút, quá 15 phút rồi cái mồ hôi toát ướt hết, giống như mình xong vậy, ra xả xong rồi ra ngồi cái hết cả. Thì cái đó là cái lối để mà mình trị bớt được mình cảm. Cho nên hồi xưa thì tôi cũng nói hơi tự cao là tôi nói tôi sẽ cho bác sĩ thất nghiệp, nhưng bây giờ thôi tôi thua, bây giờ già rồi không làm được việc đó. Đến mà trẻ thì thấy như tay trên tròn năm không bị cảm là gì, mình khéo thì trị. Bây giờ thì tại vì vừa là tu nhưng vừa là làm nhiều việc quá, thành ra nó không được như hồi xưa. Hồi xưa trong lúc mình chỉ tu không thì nó có sức mạnh nhiều. Đó là quý vị thấy cái cách ngồi và nhớ cái cách ngồi bắn già và kiếp già chưa. Rồi quý vị khi nào mà tới thiền viện hoặc là tới các cái đạo tràng đó, đứng để ngồi mình qua mình bắt chước theo. Đó là tôi nói về cái phần ngồi. Như vậy là phần chân là xong rồi. Bây giờ nói khi ngồi xong thì nới động dây lưng và cổ áo. Nếu là người tọa thiền thì giữ đừng cho nó có cái gì mà nó ràng thì cứng vào người mình, hãy mở động dây lưng cổ áo để cho máu huyết lưu thông dễ dàng. Sửa cho ngay thẳng, sửa lại cho ngay thẳng nghiêm trang, lấy bàn tay trái để lên lòng bàn tay mặt và các ngón tay chồng lên nhau trừ ngón cái, rồi đặt lên, đặt trên bàn chân, kéo sát vào thân. Thì cái chỗ này cái bàn tay tôi thấy cái nhiều người ngồi thiền có gì thì làm vậy, kinh quá kinh ngồi vậy quá mà kẹt, có gì thì ngồi ngồi vậy cái người giỏi vậy. Ở đây cái lối ngồi là quý vị thấy tay thì tay nào để trên tay nào, tay trái để trên phải hay là ngược lại thì tay phải để lên tay trái, nhưng mà đây thì dạy lấy bàn tay trái để lên lòng bàn tay mặt và các ngón tay chồng lên nhau như vậy. Thì như vậy tay trái để trên tay mặt nó chồng lên nhau, mà chỉ có hai cái ngón cái đầu nó chí nhau hơn, cho đừng có kẹt quá. Còn cách thư thả chứ không có nên ngồi mà có cái vẻ quá kẹt, kẹt quá thì cũng tốt. Như vậy thì chúng ta ngồi cho ngay thẳng,
chiếm đạo thân và các chi tiết bảy lần đó, thành hai tháng rồi chuyển động thành bảy lần đó. Bảy lần thì lần thứ nhất thì nó nhẹ, lần thứ hai mạnh trước, lần thứ ba mạnh, thứ tới lần thứ bảy thật là mạnh, toàn thân cân tốt được lưu thông tốt và có đại nhà. Như vậy thì phải giữ cái lối chuyển động cho nó thích hợp, giống như pháp so bóp là như vậy, coi như cả người mình đều có cái sự so bóp hết, không cho tay chân xê dịch khi mình chuyển động, đừng cách cho tay chân mình xê dịch giờ chỗ như thế, rồi giữ xương sống cho thẳng, không để cong vẹo, ngồi phải giữ xương sống cho thẳng, đừng có cong. Nếu mà quý vị ngồi một hồi mà nghe cái sau lưng ở gần lưng quần đó mà nó đau thì quý vị biết tại sao nó lắc cong, ngồi nó khòm khòm thì cho nên nó đau ở chỗ này, vậy thì phải thẳng lại cơ thể quý vị. Đó là cái lối cuối, cổ sửa cho ngay, đầu cuối hơi giữ chóp mũi ngay đúng, không chim, không vại, không ngước, không cúi, gương mặt bình thản, ngồi yên, tức là ngồi rồi thì giữ tay tôi ở ngoài cho thấy chỉ, chúng ta giữ cái chóp mũi nó ngay chiều với cái rút, cái chóp mũi mình ngay chiều cái rút thì cái đầu nó không bị nghiêng. Đó, nghiêng qua cái thì chóp mũi nó chặt rồi. Rồi hai cái trái tay ngang với bả vai thì cái đầu của mình nó không cúi, không có ngước. Nếu mình cúi xuống đó, thì trái tay nó lùi lên sau, ngước lên thì trái tay nó đưa lên trước. Cho nên nhớ hai trái tay ngang bả vai thì giữ được cái đầu không cúi, không ngước, giữ cho cái chóp mũi ngay chiều cái rút thì cái đầu không nghiêng qua nghiêng lại. Đó là ở nhất là quý Phật tử tại gia, mấy cái đó là mình phải khéo nhớ để mà trong lúc mình ngồi nó không có bị những cái hiện tượng sai lầm mà ta thấy nó cười, có người ngồi mẹo về, người rụt về thì ta nhìn thấy mọi chuyện không nghiêm chỉnh gì hết, nên phải giữ nhớ cái chóp mũi ngay như cái hướng cái rút, cái trái tay ngang với bả vai thì bảo đảm đầu không cúi, không ngước và không nghiêng, không vẹo. Đó là cái chỗ mà rất thiết yếu. Và nhớ ngồi thiền quý vị giữ cái gương mặt bình thản, có nhiều ngồi kẹt quá rồi cái mặt này nhăn lên không mặt rộng, có nhiều giặc quá nên là sứ sạc đến lộ không được đâu, cái đó quá thẳng đi nên ngồi mình phải thản nhiên tĩnh tại thì nó mới tốt. Như vậy khi ngồi im rồi kế dùng miệng thở hơi ô được ra, khi thở há miệng cho hơi ra, đừng mà